Hello mọi người, à, tôi đây mọi người. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng tôi đã cầm được trên tay em gấu Beric này mọi người ơi. Một em gấu Nevo Beric. Con em gấu này tôi đặt size nha 40cm mọi người. Nó quá trời to luôn mọi người. Trời quá là to luôn mọi người ạ. Trước giờ toàn ghép logo mấy con giáp bé xíu à. Bây giờ nhìn bóc em này ra nhìn hoa mắt luôn mọi người ơi. Quá trời nhiều mảnh luôn này, còn nhiều màu nữa mọi người ạ. Không biết ghép này cái màu nào đây mọi người, đủ quá trời ơi. Tôi đặt tay vào đặt những mảnh ghép đầu tiên nha mọi người ơi. Hôm nay tôi sẽ dành ra 2 tiếng để tôi ghép em Lego này, không biết là ghép đến đâu mọi người ạ. Trời ơi, mới ghép lú quá mọi người ạ. Thằng ghép 2 cái chân của nó ấy, ghép rất là lú luôn mọi người. Mọi người xem hết đến cuối video nha, xem đến cuối video tôi ghép đến đâu nha mọi người. Nào, let's go. Hôm nay tôi ghép được 2 cái bàn chân của em nó rồi mọi người ạ. Trời ơi, ghép được 2 cái bàn chân của em nó rồi, một lần nào có mắt mọi người. Thì không biết là lên đến thân của nó có bao nhiêu hình, bao nhiêu móng rồi kia, không biết thế nào mọi người ơi. Bao lâu thì mới xong đây mọi người. Trời ơi, quá chi là vất vả luôn mọi người. Để mọi người nhìn cái chân của em nó này. Đấy, chân của em nó. Chân này rất to nha. Đứng cho đứng cái con Lego mà nó ra một từ này. Cái tí luôn mọi người. Bằng đúng cái chân của nó luôn.